Những năm qua, huyện Rông luôn chú trọng quan tâm đến việc sắp xếp, tuyển bổ sung đội ngũ viên chức ngành giáo dục để đảm bảo cho hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, so với yêu cầu đến nay, đội ngũ giáo viên của huyện vẫn còn thiếu nhiều. Để đảm bảo cho công tác dạy và học, huyện Rông đã khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện xét tuyển từng bước bổ sung lượng giáo viên còn thiếu cho các đơn vị trường học nhất là đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp, giáo viên thực hiện giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Trong kỳ xét tuyển viên chức, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện năm 2022, huyện Tumarong đã tuyển dụng bổ sung 72 chỉ tiêu biên chế cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, trong đó bậc học mầm non tuyển dụng 44 chỉ tiêu, bậc tiểu học 47 chỉ tiêu và 41 chỉ tiêu giáo viên bậc trung học cơ sở.